Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Các bạn thân mến, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lịch sử lớp 12 nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động trên chiến trường. Bài hôm trước thì chúng ta đã cùng tìm hiểu các chiến dịch ở Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951. Quân ta đã mở 3 chiến dịch: Trần Hưng Đạo, chiến dịch Trung Du, chiến dịch Hoàng Hoa Thám và chiến dịch Quang Trung, hay còn gọi là chiến dịch Hà Nam Ninh. Và chúng ta cũng có chiến dịch Hòa Bình Đông Xuân năm 1951-1952. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về chiến dịch Tây Bắc Thu Đông năm 1952 và chiến dịch Thượng Lào Xuân Hè năm 1953 nhé. Với chiến dịch Tây Bắc Thu Đông năm 1952 thì Tây Bắc là vùng chiến lược quan trọng đã chiếm đóng, quan trọng mà địch đã chiếm đóng, từ đó uy hiếp căn cứ Việt Bắc của ta và che chở cho vùng Thượng Lào của chúng. Từ ngày 14 tháng 10 năm 1952 đến tháng 10 năm 1952 đến ngày 10 tháng 12 năm 1952, ta đã huy động một lực lượng lớn tiến công Mộc Châu, Thuận Châu, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái. Kết quả của chiến dịch, quân ta đã giải phóng 28.000 km2 với 25 vạn dân, gồm toàn bộ tỉnh Nghĩa Lộ, gần hết tỉnh Sơn La, trừ Nà Sản, 4 huyện ở Lai Châu, 2 huyện ở Yên Bái, phá một phần âm mưu lập xứ Thái tự trị của địch. Với chiến dịch Thượng Lào Xuân Hè năm 1953, Thượng Lào là vùng chiến lược quan trọng, là hậu phương an toàn của địch. Sau thất bại ở Tây Bắc Việt Nam thì địch đã tăng cường phòng thủ ở đây. Đầu năm 1953, Trung ương Đảng và Chính phủ cùng với Chính phủ kháng chiến Lào và Mặt trận Isala quyết định phối hợp mở chiến dịch Thượng Lào nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, đẩy mạnh cuộc kháng chiến của nhân dân Lào. Từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 18 tháng 5 năm 1953, ta đã huy động một lực lượng lớn cùng với một số đơn vị quân giải phóng Pa Thét Lào mở chiến dịch. Kết quả, liên quân Lào Việt cũng đã giải phóng toàn bộ tỉnh Sầm Nưa, một phần tỉnh Siêng Khoảng và tỉnh Phong Sa Lì với trên 30 vạn dân. Phối hợp với chiến trường chính Bắc Bộ từ năm 1951 đến năm 1953, ở các chiến trường Trung Bộ và Nam Bộ, quân dân ta đã tận dụng các hình thức chiến tranh du kích, tiêu diệt, tiêu hao nhiều sinh lực địch, phá hủy nhiều tổ chức tề ngụy cùng với nhiều cơ sở kinh tế của chúng. Thế chủ động đánh địch trên chiến trường chính Bắc Bộ của quân ta sau chiến thắng Điện Biên Giới Thu Đông năm 1950 đến trước Đông Xuân 1954-1955 thực thể như thế nào, chúng ta cũng sẽ trả lời được qua bài học ngày hôm nay, đúng không ạ? Bài học của hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây nha. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ở phía dưới nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.